Nóng nóng nóng, Group 1P xăm soi bị hack mất, tức phát điên mà không làm gì được. Anh em băng hải tặc xăm soi ơi, cùng nhau xây dựng lại group mới nha. Xăm soi 1P, link nhóm ở mục mô tả nha. Dự đoán tiền truy nã, giải thích lý do tại sao cư gian cộng tác với tứ hoàng dâu đen. Hello, xin chào 500 anh em băng hải tặc xăm soi đã quay trở lại với channel của mình. Chương 1064 xác nhận Aokiji cùng với Van Auger của băng dâu đen tấn công hòn đảo Cacao trong khi Big Mom không có nhà. Một mình tư lệnh Cracker là không đủ trước sức mạnh của cựu đô đốc băng hải quân. Chưa kể đây còn là vụ đột kích quá bất ngờ mà không kịp trở tay. Với việc bắt cóc thành công công chúa Pudding, người được cho sở hữu khả năng đọc văn tự Polyp với con mắt thứ 3 được thức tỉnh, băng dâu đen thì đang có trong tay chiếc chìa khóa quan trọng đi đến hòn đảo Reptel. Chưa rõ Tít sở hữu bao nhiêu hồng phiến Polyp, nhưng mà hắn sắp sửa chiếm được hai bản photo của Lo nếu đánh bại được băng hải tặc trái tim. Tại sao cư gian lại chấp nhận đồng ý liên minh với bọn tàu khựa băng dâu đen? Một người yêu chính nghĩa lại giúp đỡ những kẻ tàn ác bậc nhất. Khứa đã bị Akenu làm tha hóa rồi sao? Tiện thể Aokiji và Tít đang có động thái mới, cùng AD đưa ra nhận định một vài nguyên nhân dẫn đến mối quan hệ hợp tác này. Liệu rằng Aokiji đang âm mưu điều gì? Cùng với đó định giá cái đầu của ông ta khi mà đã quay xe đầu quân cho băng tứ hoàng. Ok, và mời anh em cùng với xăm soi đến với dự đoán tiền truy nã, giải thích lý do tại sao cư gian cộng tác với tứ hoàng dâu đen. Let's go! Một, cư gian là gián điệp quân cách mạng. Trong lần xuất hiện chính thức trở lại phần Punk Hazard, Aokiji ra mắt bảo vệ Smoker trước khi mà Doflamingo ra đòn kết liễu. Joker thì rất bất ngờ khi mà thấy cư gian có chủ đích hành động như vậy. Theo nguồn tin lân cận, Dofi biết rằng cư gian đã gia nhập liên minh với băng dâu đen nhưng mà lại ra tay cứu giúp một phó đô đốc hải quân. Điều này khiến Hồng Hạc khó hiểu và đặt ra câu hỏi: cuối cùng, ngươi đang đứng phe bên nào vậy, cựu đô đốc Aokiji? Cư gian chỉ trả lời đơn giản là đang đi tìm chân lý cho bản thân. Một lời hồi đáp còn chứa nhiều ẩn ý, kiểu bố thích làm gì thì liên quan đến mày à, thằng oắt con. Sau khi mà thua cuộc trước Akainu, Aokiji quyết định từ chức để bảo toàn danh dự một đô đốc. Trong phiêu lưu khắp nơi tìm sự thật về thế giới, chính miệng cư gian cũng đã thừa nhận rằng: ta chưa bao giờ nghĩ chính quyền thế giới hoàn hảo cả. Như giọt nước tràn ly, việc không thể trở thành thủy sư đô đốc vô tình thúc đẩy ông ấy rời khỏi hải quân, chấm dứt việc hoạt động theo lệnh chính phủ. Từ phần Ohara 22 năm trước, chúng ta biết rằng Aokiji rất khác so với những người đồng cấp. Ông tôn trọng lịch sử nhưng lại không thể làm gì khác hơn trước mệnh lệnh của cấp trên. Cư gian đã tạo ra một con đường băng giúp Robin chạy trốn, do đó có thể xem đô đốc băng là người tốt hiếm hoi ở trong hàng ngũ chỉ huy hải quân. Tại sao Khứa lại bắt tay với dâu đen? Điều đó dấy lên giả thuyết cư gian là nội gián, không thể hợp tác với một kẻ tàn bạo chỉ đương đầu với chính phủ. Có thể ông ấy đang thực hiện nhiệm vụ cho lực lượng mà ông ấy đã đầu quân. Một trong những tổ chức tuyệt vời nhất để Aokiji đi theo không đâu khác, lực lượng quân cách mạng do Dragon lãnh đạo. Biết đâu hai người đã nối lại tình xưa, một kẻ thì thần tượng gáp, kẻ còn lại thì là con trai anh hùng hải quân. Chuyện gì đến cũng phải đến thôi. Như đã thấy, cả Dragon và cư gian đều có mối quan hệ tốt với Smoker. Hiện tại chưa rõ sau khi mà gặp nhau tại Punk Hazard, Smoker đã đi về đâu. Nếu như mà Thánh nhả khói mách nước cho cư gian về phe quân cách mạng thì AD cũng không quá bất ngờ đâu. Hoặc đơn giản, cư gian gặp Smoker chỉ để thông báo từ giờ ông ấy sẽ làm nội gián cho Dragon. Những người có chung lý tưởng với nhau thường đứng trên cùng một thuyền, do đó Smoker tôn trọng quyết định của cựu đô đốc, thậm chí có phải liên minh với một tên hải tặc cặn bã như Tứ Hoàng Giang Thưa. 2. Cư gian là gián điệp của hải quân. Ở một trường hợp khác, có thể việc cư gian điệp viên hai mang cho quân cách mạng chỉ là cú lừa của hải quân. Chúng ta không còn lạ gì chiêu trò từ tổng bộ, X-Dread là một ví dụ điển hình. Hai năm trước, cờ đỏ trở thành hải tặc siêu tư tinh sau khi mà rời khỏi hải quân. Diễn rất đạt để lọt vào mắt xanh ông già cầm đầu băng bách thú. Cuối cùng như nào, đều là kịch bản do tổng bộ dàn dựng ra. X-Dread thâm nhập vào băng bách thú, chiếm trệ vị trí Toby Turbo, thu thập công tin, cung cấp về cho Marineford. Tại sao cư gian thì lại không thể làm ra một vở kịch tương tự như thế nhỉ? Nhất là khi mà chúng ta đang thấy rằng tổ chức đặc nhiệm Seoul đang hoạt động mạnh mẽ dần lên, chưa rõ người nào đang đứng đầu lực lượng tinh nhuệ này. Có giả thuyết còn đề cập đến việc trận tử chiến của cư gian và Sakazuki chính là vở kịch do Ngũ Lão Tinh làm đạo diễn, phải càng thực
thì mới chiếm được lòng tin của khán giả. Thua trận cư gian rời tổng bộ, đầu quân cho phe địch quá hợp lý rồi. Do đó Dâu Đen đã chấp nhận cộng tác với một người từng là đô đốc, một kịch bản quá tuyệt vời. Việc Aokiji thực hiện nhiệm vụ gián điệp cho hải quân thậm chí nghe còn logic hơn cả điệp viên hai mang giúp cho quân cách mạng. So với lực lượng mà Dragon lãnh đạo, quân khởi nghĩa không có chủ trương đối đầu với các thứ hoàng làm gì cả. Kẻ thù chính của họ chính là chính quyền thế giới, còn hải quân lại là câu chuyện khác. Nếu có gián điệp trong băng tứ hoàng sẽ giúp ích rất nhiều cho họ. Cái trò móc lốp còn lạ gì mấy kẻ đứng đầu chính quyền hay là hải quân nữa. Và từ đây, nhiều người đã suy luận rằng Aokiji đã trở thành thủ lĩnh tổ chức Sword, những người lính hải quân có ý chí riêng, không chịu quá nhiều sức ảnh hưởng từ Akainu. Chưa chắc chắn Kuzan sẽ không đồng ý phục vụ dưới trướng kẻ đã từng đánh bại mình đâu. Đối với một kẻ âm mưu thâm độc như Dâu Đen, hải quân cần có một người đủ kinh nghiệm và sức mạnh để khiến hắn chấp nhận lời mời hợp tác. X-Dread chỉ đủ sức làm lính cho Kaido thôi, còn Aokiji thì khác. Ông đứng ngang hàng với Tít ở trong băng, sẵn sàng đưa ra yêu sách để hai bên cùng có lợi. 3. Kuzan cũng muốn đến Reptile. Tiếp đến, chúng ta sẽ cùng phân tích lý tưởng mà Kuzan đang theo đuổi là gì. Sự kiện Ohara bị hủy diệt 22 năm trước để lại lòng trắc ẩn khó phai trong người ông ấy. Mối quan hệ giữa Aokiji và Robin cũng xuất phát từ đây. Chắc thấy Robin đẹp người quá nên tiếc rồi chứ gì. Là một người tin vào chính nghĩa, Kuzan phải tự tay giết chết Zuger Disho, người bạn trong hàng ngũ phó đô đốc. Cả hai đều tin vào lịch sử thế kỷ trống. Sau khi biết Nico Ovia trốn thoát cùng với sự giúp đỡ của So, Kuzan được cử đi bắt hai người này. Tuy nhiên, mọi thứ đã không xảy ra theo dự định. Cả một đội quân Booster được triệu tập hòng tiêu diệt hòn đảo kiến thức Ohara. Chim Chị Xanh thì rất đau lòng khi mà chứng kiến toàn bộ sự việc, kể cả hành động Akainu tấn công tàn sát con thuyền cuối cùng của người dân để chạy trốn. Ông bắt đầu nhận ra chính quyền thế giới không giống như mình suy nghĩ. Sau đó, dù được thăng chức đô đốc, Aokiji thì đã cố gắng ngăn cản Sakazuki lên chức đô đốc nhưng mà bất thành. Bản thân không tài nào chống lại việc Akainu rồi sẽ biến lực lượng hải quân thành một tổ chức đầy bạo lực. Không còn cách nào khác, Kuzan phải tự làm tự ăn, tự mình khám phá dòng lịch sử bị che giấu. Ông muốn biết lý do tại sao chính quyền lại cố ngăn chặn thế kỷ trống bị lật mở. Vì vậy, đành phải tự rời khỏi ghế đô đốc mới thực hiện được điều đó. Chapter 967 xác nhận Roger và băng của ông là những người duy nhất khám phá toàn bộ lịch sử bằng cách đến hòn đảo cuối cùng Reptile. Kuzan thì chắc chắn không quan tâm đến kho báu One Piece gì đó. Ông chỉ muốn biết Joy Boy đã ghi chép những gì trên tấm polyp quan trọng nhất. Nhưng để đến được Logtail cần phải có một lực lượng đủ mạnh. Một mình Aokiji chỉ là hạt cát trên sa mạc thôi. Băng hải tặc Dâu Đen, những kẻ có đủ tham vọng và tiềm năng để đến được Reptile, sự lựa chọn hoàn hảo của Aokiji. Không thể chọn băng mũ rơm được vì sự xuất hiện của ông sẽ làm náo động nguyên team. Mối quan hệ đôi bên cùng có lợi lẫn nhau như cách mà Kaido và Big Mom thành lập liên minh. Nhưng mà có một mâu thuẫn như vậy chẳng khác nào là Kuzan sẽ giúp Tít đạt được kho báu hay sao? Và bây giờ thì hãy cùng AD tiếp tục phân tích mục đích cuối cùng của cựu đô đốc băng anh em nhé. 4. Muốn chính tay trừ khử Dâu Đen. Kuzan được khắc họa là người thuộc phe chính nghĩa, người tôn trọng dòng lịch sử bị che khuất. Do không đồng tình với các hành động tàn bạo của chính quyền để loại trừ những hiểm họa về thế kỷ trống, nên ông mới tranh cử chức thủy sư với mong muốn tự mình thay đổi bộ máy hải quân từ bên trong. Nhưng mọi thứ đã không diễn ra như dự định, buộc Kuzan rời tổng bộ thực hiện theo cách riêng của bản thân. Dù là gián điệp của quân cách mạng, hải quân hay tự mình làm mọi thứ, có thể nhận định một sự thật rằng Aokiji sẽ không làm đầy tớ giúp Dâu Đen đạt được kho báu One Piece. Nếu có, AD tuyên bố thành lập group Anti-Oda luôn. Kuzan chỉ muốn biết được những gì đã xảy ra ở thời kỳ cổ đại, tại sao vương quốc cổ đại bị hủy diệt, thế kỷ trống xuất hiện, rồi còn cả sự kiện God Valley bị cấm tìm hiểu. Tất cả chỉ có thể được khai mở khi mà Kuzan đặt chân đến hòn đảo Reptile, sau đó ông sẽ chuộc lỗi bằng cách tự mình hạ gục Dâu Đen hoặc khiến cho băng của hắn mãi không chạm tới One Piece. Kuzan giống như đồng minh tương lai của băng mũ rơm hơn là kẻ thù. Ông có quan hệ tốt dần lên với Robin cũng như là Luffy. Tuyệt vời hơn nếu là bạn tình của Dragon cài vào. Do đó, nếu có một trận đấu siêu kinh điển giữa băng Dâu Đen và băng mũ rơm, AD tin rằng cựu đô đốc sẽ ra tay giúp đỡ thằng Main diệt trừ mối nguy hiểm mang tên là Tứ Hoàng Dâu Đen. So với Kaido hay Big Mom, Kuzan thừa biết những kẻ mang ký tự đi trong tên có nhiều khả năng hơn giúp ông ấy thực hiện được giấc mơ của bản thân. Ông chọn Dâu Đen vì hắn cũng có ký tự đi, một mũi tên trúng hai con nhạn, vừa giúp đi đến Reptile, vừa tiện thể quan sát hành động của Dâu Đen.
Khi biết được mọi kế hoạch của hắn, Cư Gian có thể tùy ý thông tin về cho quân cách mạng, hải quân hay tự tay lật đổ âm mưu của thằng Tít Giang Thưa. Anh em nghĩ sao về việc Aokiji sẽ trở thành đồng minh của Luffy ở trong trận chiến cuối cùng? Hãy comment bên dưới cho mình biết với nhá. À khoan, hãy tắt video, chúng ta vẫn còn phần quan trọng nhất là dự đoán tiền truy nã của thanh niên chim chị xanh ở cuối video ấy. 5. Dự đoán truy nã. Đây rồi, điều mà ai trong chúng ta cũng chờ đợi suốt video, tiền thưởng dành cho cựu đô đốc hải quân Aokiji sẽ là bao nhiêu? Sự kiện dâu đen chiếm lấy đảo Hachinosu của Wang Zi giúp hắn được tăng truy nã là 3 tỷ 996 triệu berry, con số khá rất nhiều so với giai đoạn mới trở thành tứ hoàng. Lo cũng nói rằng việc băng dâu đen liên tục truy lùng năng lực trái ác quỷ mạnh mẽ đã khiến chúng tăng tiền thưởng liên tục. Như chúng ta đã biết, sau khi mà Luffy lên tứ hoàng, đa số các thủy thủ đoàn trên tàu Sunny đều được bắp thêm 300 triệu berry. Chẳng cần biết màn trình diễn ra sao, cứ 300 củ tính tới đã. Cá biệt, một số người tăng đột biến như là Robin, Sanji, Zoro, Jinbei và nhất là Chopper đã tăng gấp 10 lần. Do đó mình nghĩ Aokiji thực sự có một mức truy nã lên trời. À tất nhiên, không thể cao hơn Maxoditis đâu nhá. Ông ấy sở hữu năng lực trái ác quỷ Hie Hie no Mi, trái nằm trong sức mạnh top đầu hệ Logia, cực kỳ phù hợp phong cách chiến đấu của băng Giang Thưa. Riêng việc trở thành tội phạm có thể khiến cái đầu của Cư Gian đã bị truy nã hàng tỷ berry, chưa kể danh tiếng từng là một đô đốc hải quân cũng được bắp thêm kha khá. Cụ thể, với sức mạnh và kinh nghiệm nhiều năm lãnh đạo hải quân, mức giá cơ bản Aokiji có thể đạt đến là 2,8 tỷ berry. Cái thằng Bucky còn lên 3 tỷ 189 triệu cơ mà. Và đó thì chưa phải con số cuối cùng nhá. Do đã hợp tác với một tứ hoàng và được coi như một đồng minh của dâu đen, mức truy nã này có thể cộng thêm vài trăm củ vì danh tiếng của hai người. Chúng ta đều biết liên minh Cross Q với 3 vị trí chủ chốt đều được cộng hưởng tiếng tăm và sở hữu mức truy nã cao chót vót. Tất nhiên, ở trường hợp của Aokiji và Zoden, con số này còn bá hơn. 2 tỷ 8 cho riêng Cư Gian và thêm 500 củ vì mối quan hệ với Tít. Tổng kết, ADA định giá cái đầu của chim chị xanh là 3,3 tỷ berry. Con số mà anh em dự đoán là bao nhiêu nhỉ? Hãy cùng cho mình biết với nhé. Ok, trên đây là video về âm mưu của Cư Gian khi mà gia nhập băng Zoden. Anh em suy nghĩ như nào về việc Aokiji sẽ phản bội Zoden hay Zoden mới là kẻ nắm thóp sau cùng? Hãy comment suy nghĩ bên dưới và cùng nhau thảo luận nhé. Rồi, và như thường lệ, chúng ta sẽ cùng chào đón 3 bạn may mắn đến với channel Thuyền trưởng T-Soy. Bạn đầu tiên, Phạm John. Adi ơi, bạn nghĩ sao về nhà khoa học đại tài, có chết không? Hay có giúp băng ngũ rơm thăng cấp sức mạnh không? Chắc VK Punk sẽ ngỏm thôi để mở ra mâu thuẫn với chính quyền, nhưng ông thì cũng phải giúp clan bụi rơm lên tay lên chân cái đã. Và tiếp theo là bạn Thanh Sang. Hello anh, nay anh làm video sớm thế. Nói chung là không ngủ được anh em ạ, sáng ra đã bắt ăn cơm chó sớm rồi. Nhìn cái comment bên dưới kìa. Cái bà Boa Hancock ấy bằng cái comment là: Hello anh Sam Soi nha, buổi sáng vui vẻ nha, em thích loại nhân lực của em nhất. Xong cái ông Monkey D. Luffy ông ấy có comment là: Lại là cô nữa à Boa, chăm chỉ comment thực sự, quả hông hổ danh là fan cứng Sam Soi. Này, hai ông bà này về nhà mà cò ke nhá, thanh niên bạch nhật à. Và video đến đây là kết thúc rồi, đừng quên để lại một like, đăng ký kênh giúp bọn mình phát triển thêm nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại vào clip ngày mai nha. Bye bye.